Một phiên phục hồi tương đối của VN Index khi thị trường ta có cái dịp nhúng vào cái biên 1250 và hôm nay kéo vào mốc 1254.56 với cái yếu tố thanh khoản năm đánh giá gọi là siêu thấp. Thế thì đối với những cái dao động này của thị trường thì anh chị cần phải lưu ý những gì và những gì chúng ta cần phải quan tâm trong giai đoạn sắp tới thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích nha. Ok, trước khi đi vào phân tích về chỉ số chúng ta qua chúng ta xem thử là nước ngoài tự doanh này giao dịch thế nào ha. Chúng ta thấy nước ngoài hôm nay bán 790 tỷ, tự doanh thì mua cho 280 tỷ. Đối với những cái dao động này, đặc biệt là thanh khoản thấp như ở thời điểm hiện tại thì anh chị cần phải thị trường phải hình dung là thị trường chúng ta đang giao dịch như thế nào và chiến lược của chúng ta đang làm sao. Thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích nhé. Ok, chúng ta sẽ vào, chúng ta nhìn vào cái yếu tố vận động chung của thị trường một chút. Đầu tiên là anh chị thấy thị trường chúng ta có khoảng 3 nhịp rơi xuống khoảng cỡ 60 điểm tương đối. Đối với những cái dao động này thì video ngày hôm qua mình đã phân tích tương đối kỹ về cái thứ nhất về góc nhìn của hệ thống bên mình. Cái thứ hai là hành động của anh chị nhà đầu tư là gì. Thứ ba là trong một số cái bối cảnh này thì anh chị nhà đầu tư hiểu thị trường như thế nào. Thì mình nói sơ lại cho anh chị nhà đầu tư hình dung một chút về cái chiến lược cũng như là cái quan điểm góc nhìn của hệ thống bên Nam ha. Đầu tiên anh chị sẽ thấy là quan điểm của mình là nhiều anh chị nhà đầu tư hỏi là thị trường hôm nay tạo đáy hay chưa. Thì quan điểm là thị trường của chúng ta hôm nay không phải là phi tạo đáy. Thì quan điểm đáy là khi nào nó rớt sâu lắm nó mới gọi là tạo đáy, hoặc là nó vào đao trên nó móc ngược trở lại, nó thay đổi xu thế chúng ta mới gọi là đáy. Đáy là cái mà nó chuyển từ xu thế giảm thành xu thế tăng, nó mới là đáy. Còn đây đối với mình là một phiên thị trường ta nó về lại cái biên trong của nó. Giống như đây là biên 1250, 1290 thì nó sẽ có những cái điểm nó kích qua cái vùng biên này để nó tạo ra cái yếu tố về mặt là giao dịch. Ví dụ như kích thủng để kích bán, ví dụ là đạp thủng để kích bán hoặc là kéo lên để kích mua. Ví dụ như thế, vì thế trong số cái bối cảnh như thế này của thị trường thì anh chị đã thanh khoản của thị trường hôm nay là một trong những cái cây nó gọi là siêu thấp. Cho thấy là hành động nhà đầu tư cá nhân như ngày hôm nay là ngồi im. Ai cầm thì người ta cầm, ai cầm hàng thì người ta kẹp. Giống như mình đang cầm đóng cổ phiếu thì vẫn cầm bình thường, đâu có làm gì đâu. Còn ai cầm hàng, cầm tiền thì người ta cầm, người ta cũng chạy giao dịch gì mấy đâu. Đa phần hôm nay là tỷ lệ thị trường ta ngồi im quan sát khá cao. Nên đối với hệ thống bên mình, đối với những cái dao động như thế này của thị trường thì đây cũng là một trong những cái chiến lược mình đã nói với anh chị nhà đầu tư. Khi mà thị trường ta đạp xuống, đạp dí như thế này nè, thì nó phù hợp cho anh chị nào nhà đầu tư chúng ta thấy thị trường xấu xấu bẩn bẩn hoặc là các cổ phiếu có yếu tố bị dí, bán khối lượng không cao, thích thì chúng ta lao tiền và chúng ta lấy. Đó là một trong những cái điểm mà chúng ta gọi là mua ở những cái điểm dí. Mua điểm dí như thế này đa phần là nó sẽ nằm ở trong những cái dạng mà thị trường ta đi ngang, nó thoát ra khỏi cái vùng biên đi ngang, thì đó là một trong những cái điểm để anh chị chúng ta lấy vào. Nhìn thì có vẻ không an toàn nhưng thực ra đó là một trong những cái bệ đỡ tương đối tốt. Một là các cổ phiếu khi nó dí như vậy nó có hai thứ, là một là cái yếu tố chiết khấu của nó khá sâu, tức là giá mua của anh chị sẽ tốt hơn. Cái thứ hai là thanh khoản của thị trường rất thấp làm cho cái biên độ cổ phiếu nó cao, dẫn đến là khi anh chị chúng ta mua vào mà cổ phiếu phục hồi giống như trong ngày hôm nay nè, thì nó làm ra cho anh chị nhà đầu tư một cái vị thế nó sẽ tốt. Thứ ba nữa là khi thị trường ta giao dịch trong những cái biên như thế này thì anh chị sẽ thấy thanh khoản của thị trường tương đối nhỏ và gần như sẽ không cao. Nó có hai thứ lý giải những cái vấn đề như thế này. Một là bối cảnh thị trường nó không phải là bối cảnh tăng mạnh nên đâm ra là cái volume và dòng tiền trên thị trường ta đánh giá sẽ rất yếu. Và anh chị nhà đầu tư cũng phải lưu ý là trong những cái thời gian sắp tới đây để mà thị trường ta tăng volume lên sẽ tương đối khó. Đa phần volume sẽ bùng nổ ngay những cái ngưỡng thứ nhất là biên độ ở phía trên hoặc là biên độ ở phía dưới, là những cái biên độ mà nó tạo ra những cái yếu tố thanh khoản, nó kích thích nhà đầu tư giao dịch thì lúc đó nó mới tạo ra được cái yếu tố thanh khoản. Còn trong một số cái yếu tố sideways hoặc là thị trường ta bắt đầu nó về lại cái biên đi ngang này, ví dụ thị trường ta móc vào trong cái biên này, này thì anh chị sẽ thấy thị trường ta giao dịch không có thanh khoản nhiều đâu, nhưng mà cái biên độ giá của cổ phiếu nó sẽ có yếu tố dao động lớn. Như thế là những anh chị nào mà chúng ta cầm cổ phiếu thì nên đánh giá đây là một trong những cái yếu tố được mặc lợi. Bởi vì sao? Bởi vì anh chị sẽ thấy là các cổ phiếu biên độ nó khá nhiều, tức là tạo ra nhiều cái yếu tố về mặt chênh lệch giá, mà đặc biệt là khi ở biên dưới thì xác suất nó về biên trên cao hơn, thì dẫn đến cái việc là cái biên độ giá đó sẽ phù hợp cho anh chị nhà đầu tư cầm hàng. Và khi anh chị nhà đầu tư cầm hàng như thế thì nó không vững chắc về vấn đề khối lượng, nhưng mà nó lại có ưu tiên được về giá, tức là biên độ nó lỏng. Mà biên độ lỏng thì anh chị cầm mà cổ phiếu nó giật lên thì anh chị sẽ thấy là nó không cần quá nhiều cái lực cầu hoặc là không cần quá nhiều cái yếu tố khối lượng để nó kéo thị trường ta đi lên. Giả sử như thị trường ta tăng luôn và trong cái giai đoạn sắp tới thì anh chị sẽ thấy thị trường ta diễn biến một cái yếu tố dao động là gì? Thị trường đi lên và cái yếu tố thanh khoản khá là thấp, cho thấy lực cung lúc này được lắp lại và chỉ cần một lực cầu rất nhỏ có thể kéo các cổ phiếu có yếu tố bước vào một cái nhịp tăng tương đối tốt. Ví dụ như hôm nay là một phiên phục hồi thì mình đánh giá nó không có quá nhiều cái yếu tố ý nghĩa đâu. Bởi vì về quan điểm của mình, hôm nay là một phiên thị trường ta nó về lại cái biên giao dịch của nó. Mà về lại biên giao dịch này thì nó sẽ từ từ nó bò lên, trong những cái giai đoạn này nó bò thì nó bò lên lại cái biên trên này thôi. Trong cái giai đoạn này thì thanh khoản của thị trường nó sẽ không cao đâu.
ví dụ ngày mai có thể là một ngày thị trường ta nó dừng chân, nó kiểm tra, nó hấp thụ gì đó, rồi phiên tiếp theo tức là ngày thứ tư nó mới là một cái phiên tiếp tục thị trường ta tiến vào cái biên 1.280, 1.290. Thì anh chị chúng ta phải lưu ý một cái số cái yếu tố thời điểm như thế. Cái thứ hai nữa là anh chị sẽ thấy là trong giai đoạn này có khá nhiều mã cổ phiếu nó có yếu tố ngừng rơi và có xu hướng lực cầu bắt đáy tham gia tương đối tốt, ví dụ như con VRE. Những mã cổ phiếu này có xu hướng ngừng rơi và có dòng tiền đi vào có yếu tố bắt đáy khá cao là nó sẽ làm bớt triệt tiêu đi cái yếu tố tiêu cực của thị trường trong những cái thời điểm như thế này, cho thấy là cái yếu tố dao động của thị trường trong giai đoạn ngắn hạn nào đánh giá nó ít và bớt rủi ro. Ví dụ một số mã trong giai đoạn vừa rồi không tăng như Vinamilk, anh chị sẽ thấy nó có yếu tố cân bằng và thị trường có giảm nữa thì nó vẫn chưa có xuất hiện nhiều cái yếu tố bán tháo, cho thấy lực cung mà những nhà đầu tư cần bán có thể họ đã bán hết quanh vùng giá 65-66. Chúng ta cần phải lưu ý có những mã cổ phiếu bây giờ anh chị muốn nó rớt nữa chưa chắc nó đã rớt. Và hôm nay là một trong những cái phiên mà Nam đánh giá đang gặp rất nhiều câu hỏi của anh chị nhà đầu tư là điểm mua của mã cổ phiếu MW kìa. Thế điểm mua mã cổ phiếu này ở đâu? Thì Nam nói với anh chị nhà đầu tư thế này nè, hôm nay là một phiên rất tốt của cổ phiếu MWG, nhưng quan điểm mình đây không phải là cây mua. Thứ nhất là nó đã chạy ra một cái biên độ khá cao, thứ hai nó phù hợp cho anh chị nhà đầu tư cầm hàng, cũng như là anh chị nhà đầu tư có thể chốt lời, nó không phải là một cây anh chị nhà đầu tư đu vào khi cổ phiếu có yếu tố bứt tốc ở một nền giá cao. Nó chỉ phù hợp cho anh chị nhà đầu tư nắm giữ ở một cái nền giá thấp, hoặc là anh chị nhà đầu tư có một cái lượng hàng trước giống như mình. Và Nam nói với anh chị nhà đầu tư luôn là trong cái chu kỳ vừa qua thì cổ phiếu mà mình đánh thành công nhất là cổ phiếu MWG. Các cổ phiếu khác gần như là mình dao động trong dạng là con này lời thì con kia nó mất lời đi, hoặc là nó chưa sinh ra được quá nhiều cái yếu tố lợi nhuận, nhưng mà hệ thống bên mình lại đánh thành công được mạng cổ phiếu MWG cái vùng giá 48 quanh những cái vùng giá như thế này và vẫn nắm giữ tới bây giờ và chưa bán cổ phiếu ra. Và đây cũng là một trong những mạng cổ phiếu mà hệ thống bên mình đánh thành công nhất. Có cổ phiếu số 2 là FPT cũng là một trong số những mã cổ phiếu đánh thành công trong giai đoạn vừa rồi. Đương nhiên trong một chu kỳ thì chỉ cần ta thành công khoảng cỡ một số mã cổ phiếu nào đó tăng trưởng mạnh trên thị trường là chúng ta đã tương đối thành công. Cái thứ hai đó là một phần là AV ví dụ chưa tạo ra được quá nhiều cái yếu tố lợi nhuận thì bắt buộc chúng ta phải chờ đợi thị trường. Ta cần phải lưu ý nha. Và nhiều anh chị nhà đầu tư hỏi là điểm mua con MWG bây giờ nó nằm ở đâu để anh chị có thể tham gia. Thực ra anh Nam nói với anh chị nhà đầu tư lên trên này đu nó rất rủi ro. Nó chỉ phù hợp cho những nhà đầu tư cầm hàng giống như mình và hệ thống bên mình thôi. Ví dụ như anh chị nhà đầu tư muốn tìm một cái điểm mua an toàn đối với những doanh nghiệp có xu hướng, thứ nhất là có những cái câu chuyện giống như Thế Giới Di Động, về cái việc thứ nhất là nó bán bắt đầu xanh, thứ hai là nó có yếu tố recover được cái lợi nhuận. Recover là gì? Có một số cái yếu tố dao động của cổ phiếu hoặc là vận động của cổ phiếu trong giai đoạn quá khứ nó có yếu tố bị lỗ hoặc là kinh doanh thất bại, nhưng mà sau này nó có thể phục hồi ngược trở lại. Thì đó là một trong những cái tiêu chí để tổ chức người ta lựa chọn cổ phiếu và người ta set up ra những cái quy trình giao dịch thu gom và hấp thụ cổ phiếu theo xu hướng là sideways. Ta lưu ý nha, theo chiều hướng sideways ở đây. Và đây là một trong những cái dao động để anh chị nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu mua cầm và nắm giữ. Thực ra là trong cái dao động trên thị trường thì khi mà anh chị nhà đầu tư thấy được những cái tiềm năng của cổ phiếu thì mức giá của nó đã tương đối cao, nên bắt buộc anh chị nhà đầu tư muốn nuôi và thu gom cổ phiếu thì anh chị phải nhìn nó trước ở những cái dao động, sau đó anh chị mới thấy những cái thông tin về doanh nghiệp nó sẽ tích cực là phù hợp cho giá cổ phiếu tăng trong những cái bối cảnh và những cái chu kỳ như thế này. Thế thì những cái dao động này là vì sao chúng ta lại mua và cung cầu chúng nó hiểu như thế nào, thì Nam đã chia sẻ rất rõ những cái điểm mua cũng như là cung cầu cổ phiếu Thế Giới Di Động qua một cái video ở đây. Anh chị nhà đầu tư có thể xem lại để làm gì? Thứ nhất, để chúng ta nâng cao được năng lực đầu tư, thứ hai sau này chúng ta có thể tự tìm được những cái dạng cổ phiếu như Thế Giới Di Động để chúng ta tham gia và chúng ta đầu tư ha. Ở đây nè, trên kênh YouTube của Nam, video ngày 22 tháng 3, cái video nội bộ này nè, chỉ có ở trong group khách hàng của mình. Mình phân tích rất kỹ cho anh chị nhà đầu tư là vì sao Nam chỉ mua con Thế Giới Di Động trong một số bối cảnh thị trường rủi ro, và dành phần cái một cái phần tiền cho cổ phiếu này và nuôi và nắm giữ cho tới bây giờ và vẫn chưa bán ra một cổ phiếu nào cả. Anh chị có thể tham khảo lại cái video này ha. Và đó là một cái video xuất hiện những cái yếu tố điểm mua. Còn trong những cái giai đoạn như thế này chỉ phù hợp cho anh chị nhà đầu tư gồng lãi giống như mình là ngồi gồng thôi, chả đả độc được cổ phiếu. Khi mình mua được vùng giá thấp và mua được một cái nền á, thì cái việc anh chị nhà đầu tư là chỉ cầm và chờ, chứ không phải là lên đây anh chị đu. Ví dụ anh chị đu ở đây Nam giá tương đối cao và bắt buộc anh chị nhà đầu tư chỉ đánh tới cộng thôi. Nên nếu anh chị nhà đầu tư đánh tới cộng MWG thì Nam nghĩ là phải đưa cho mình một xét mức chặn lại phù hợp. Còn những cổ phiếu này phù hợp cho anh chị nhà đầu tư mua nên giá thấp nắm giữ và chờ đợi cái biên lợi nhuận trong thời gian sắp tới. Khi nào đó xuất hiện ra tín hiệu buy in clean max, tức là những cái điểm quá mua, Nam sẽ báo cho anh chị nhà đầu tư chúng ta và gọi là gì, chốt lời cổ phiếu trong giai đoạn sắp tới. Chúng ta lưu ý nha. Còn một số cái bối cảnh như thế này của thị trường thì giống như quan điểm nãy Nam nói với anh chị nhà đầu tư đấy. Một số cái dao động của thị trường trong ngắn hạn thì đòi hỏi thanh khoản cao, Nam đánh giá nó sẽ rất khó. Thứ nhất là tâm lý của nhà đầu tư bây giờ người ta đang rất là dè chừng. Cái thứ hai là sau một số cái nhịp rơi như trong dạng như thế này nè, đa phần anh chị nhà đầu tư sẽ chờ đợi, đúng không? Anh chị thấy thông tin ở thời điểm hiện tại đâu có thông tin gì xấu đâu,
Vậy là thị trường ta đánh tương đối chán nản và nó ru ngủ chúng ta sau một khoảng thời gian, và đây chính là những cái nhịp mà nhà kích bán nhà đầu tư. Và khi kích bán nhà đầu tư rồi thì nó sẽ đưa trạng thái anh chị nhà đầu tư về là cầm nhiều tiền hơn là cầm nhiều hàng. Mà cầm nhiều tiền hơn, cầm nhiều hàng thì anh chị phải chờ thanh khoản nổ lên thì chúng ta mới thấy được là dòng tiền nó tự tin, lúc đó anh chị mới tham gia nó mạnh. Nhưng mà trong một số bối cảnh như thế này, khi một cái lượng hàng ví dụ như trong giai đoạn này nó đi theo cái kịch bản của Nam, tức là gì, nó có yếu tố về mặt là wash out. Đối với cái hai cái phiên này anh chị ghép lại gọi là một phiên tag out của thị trường. Đây là một phiên dí xuống, đây là một phiên kéo lên. Hai phiên này gộp lại Nam hay gọi là một phiên wash out. Và trong cái phiên thứ 6 vừa rồi thì Nam có nói với anh chị nhà đầu tư trong nhóm là thị trường nó đang wash ở trong cái lúc khoảng 2 giờ 15 gì đó, mà thị trường nó đạp xuống. Nam kêu anh chị nào thích thì mua đi, trong lúc mà nó dí như thế này thì mua, chứ đừng có để nó vào cái phiên này mới hỏi Nam mua hay không là Nam không biết phân tích. Ví dụ anh chị còn tiền thì cái cây này lúc mà nó đạp giá sâu khoảng 1245, 1243 gì đó, lúc anh em nói là thị trường nó đang wash up, anh chị nhà đầu tư mà muốn mua thì cứ mua nha, trong những cái thời điểm như vậy. Tức là lúc mà nó đạp xuống anh chị chấp nhận mua thì anh chị mới có khả năng sinh lời. Chứ còn những cái thời điểm mà nó kéo lên như thế này thì phù hợp cho chúng ta nắm giữ. Còn nếu không có tiền mua thêm thì chúng ta cứ kẹp cổ phiếu cũng được, không sao cả, về bản chất thị trường nó vẫn đang đi trong cái biên này. Mà đang đi trong biên này thì anh chị phải chờ thị trường ta sideways tích quỹ hướng lên và nó kéo lên trên cái biên này thì chúng ta mới hạ bước thị trọng ra. Nếu chúng ta lưu ý, vì thế trong một số cái bối cảnh giao dịch của thị trường như thế này, nhìn chung là chúng ta cũng không đòi hỏi thị trường ta tốt hơn được. Kịch bản đẹp nhất là nó kéo lên với cái yếu tố thanh khoản thấp, và khi nào thanh khoản bùng nổ là nó, những cái thời điểm anh chị nhà đầu tư chúng ta hạ bước thị trọng cổ phiếu đi. Và đây là một trong những cái yếu tố tâm lý rất là quan trọng trong một cái yếu tố xu thế mà chúng ta cần phải lưu ý ha. Còn những cái dao động như thế này của thị trường mình đánh giá ok, mà nhiều mã cổ phiếu lúc này tương đối tốt chứ đâu có xấu đâu. Hôm nay nó chỉ đạt con Techcombank và có FPT là hai mã tạo ra kìm hãm cái đà tăng của thị trường cho các cổ phiếu khác. Nhìn chung là ngày hôm nay nó nhìn chung là cũng tương đối tốt. Nhóm ngân hàng vậy, nhóm chứng khoán thế, nó có yếu tố phục hồi tương đối khi mà nó về lại những cái vùng giá biên dưới, giống như hôm qua Nam phân tích với anh chị nhờ tư CTG. Vì sao cổ phiếu này chúng ta có thể mua vùng giá 31-32, có gì đâu mà chúng ta không bỏ tiền mà chúng ta lấy. Thứ nhất, mức độ chiết khấu của nó là quá ok. Thứ hai, nó đi một cái nền rất là dài. Thứ ba, nó về cái biên dưới. Thứ tư là nó nằm ngay những cái vùng gì, vùng hỗ trợ. Đây chúng ta gọi là cái vùng hỗ trợ, tức là cái vùng đỉnh trước của cổ phiếu. Mà nó bước qua cái vùng này, nó bước vào cái nhịp tăng, thì đây khi nó về là cái chân này, đây là một trong những cái vùng hỗ trợ rất là ok của cổ phiếu để anh chị chúng ta mua, thu gom. Có thể đánh ngắn cũng được, có thể cầm cũng được, tùy. Đây là một trong những cái bước giá tốt của những cổ phiếu như CTG. Hôm nay anh chị thấy cổ phiếu nó chỉ cần khoảng cỡ 3.9 cổ phiếu thôi, nó đã có yếu tố gì ạ? Bước tốc khá là tốt, phải không? Anh chị chờ em xíu nha. Mình đi đóng bớt cái cửa cho nó đỡ bị ồ cái mít đấy. Mà con gió nó vào là anh chị nghe nó ồ. Ok, ta quay lại ta nói với CTG đúng không? Anh chị thấy không, cổ phiếu khi mà chúng ta tìm được những cái điểm, chúng ta hình dung không việc gì chúng ta phải bán đâu. Có những lúc anh chị nhà đầu tư thực sự là phải cắt lỗ cổ phiếu. Nhưng có những lúc, ví dụ như đang trong những cái pha nó dí như thế này, chỉ cần anh chị nhà đầu tư cắt ra một cái là cổ phiếu nó hồi ngay. Và khi nó hồi lên anh chị thấy xung lực của nó chỉ cần một lực cầu rất bé thôi. Cái biên độ và dao động cổ phiếu nó sẽ cực kỳ cao, và một trong những cái phiên tăng của CTG khoảng 3,2% ở thời điểm hiện tại. Nên nó và anh chị nhà đầu tư cũng khá lâu rồi mà thấy được một cái biên phiên tăng như thế này của cổ phiếu CTG. Hoặc là anh chị thấy những con như DigiWorld này, nó tăng một cây 2,8% đúng không? Nó đạp thì rất lâu chứ nó kéo một cái là gần về lại cái biên trên của nó rồi. Số mà cổ phiếu nó đang vào những cái form như thế này, và anh chị thấy khi nó đạp xuống là volume của nó rất là kiệt. Đây là một trong những cái pha Nam gọi là rủ cuối, nó rủ xong cái hôm nay nó kéo lên khối lượng rất bé. Còn cái chiếu 6 cổ phiếu rồi nó đã có một cái biên tăng 3%. Và đó là cái yếu tố giao dịch chung của toàn bộ cổ phiếu cũng như là thị trường trong những cái thời điểm như thế này. Vì sao nó lại làm được như vậy? Bởi vì đa phần cái lượng hàng ở thời điểm hiện tại Nam đánh giá là tổ chức hoặc là cái yếu tố giao dịch lớn là tổ chức người ta đã lóc lại hết rồi. Vì thế trong những thời điểm như thế này chỉ có một lực cầu thoáng qua kéo lên là thị trường chúng ta sẽ có yếu tố phục hồi và tăng ngược trở lại ngay. Còn khi nào nó có yếu tố nổ volume lên ở cây những cái vùng giá cao thì đó là một trong những cái vùng biên trên, lúc đó nó thu hút được lực cầu an toàn của anh chị nhà đầu tư vào, thì đó là những thời điểm mà anh chị nhà đầu tư đánh ngược cái tâm lý. Khi mà nhà đầu tư họ không thấy cái yếu tố về mặt là cơ hội khi thị trường ta đạp về biên dưới thì anh chị nhà đầu tư có thể mua vào, còn khi nó tăng lên ở vùng biên trên mà nhà đầu tư thấy cơ hội thì anh chị có thể bán ra. Đó là một trong số những cái yếu tố tâm lý trong những cái thời điểm như thế này để anh chị chúng ta giao dịch. Ví dụ anh chị nhìn con TLG, anh chị thấy không, cổ phiếu này chạy theo biên gì, biên trên biên dưới, nó cứ lên biên trên tục xuống biên dưới, lên biên trên tục xuống biên dưới, lên biên trên tục xuống biên dưới, và anh chị thấy cái biên dưới của nó ở đây là gì, là một trong những vùng hỗ trợ rất mạnh của nó. Và khi hỗ trợ xong thì nó lại quay lên cái biên trên, bán hay không thì mình không biết, nhưng về quan điểm là khi cổ phiếu về biên dưới thích là mua vậy thôi. Nhiều vài cổ phiếu như vậy mà đạp Cà Mau nè,
Anh chị thấy nó có lên bên trên về bên dưới, lên bên trên về bên dưới, lên bên trên về bên dưới. Anh chị nào trading mà giao dịch ngắn hạn là cái trading trong cái biên này, cứ lên trong cái biên này bán ra, vì giả sử nó break lên thì chúng ta mua lại cũng được, nhưng nếu nó quay về bên dưới thì chúng ta vẫn có thể gì tham gia lại được cổ phiếu. Tỷ lệ rủi ro của anh chị thấp lắm, anh chị thấy không? Bán cổ phiếu như con đẹp Cà Mau này ra, giả sử anh chị nhà đầu tư ngồi im thì giá vốn của nó trong cả một cái nhịp lên xuống trong cả tháng vừa rồi là 36.5, 37, anh chị cầm thì anh chị đâu có mất mát gì đâu, nó cũng thế. Còn các cổ phiếu hôm nay nó có thể đạp, chúng ta có thể xấu, chúng ta có thể lỗ ngắn hạn, nhưng một hai phiên nó kéo lên là mọi thứ nó khác ngay. Nhìn chung là anh chị nhìn trải qua một chu kỳ, bản chất mà chỉ cần anh chị bán ra là anh chị cũng ta mất. Còn nếu anh chị cầm thì các cổ phiếu nó vẫn loanh quanh cái vùng giá đó. Anh chị nhìn gì vi băng này, anh chị nhìn thấy thôi chứ nó đánh mãi cả một chu kỳ này, giá 19 đấy chẳng hạn, nó cứ lên lên xuống xuống, anh chị không bán thì nó vẫn là giá 19. Như anh chị bán ra là có thể anh chị bán giá 18, anh chị có thể bán giá 18 năm, như anh chị không bán ra thì nó vẫn nằm giá 19. Cổ phiếu bản chất nó là như thế, trừ một số mã như con BIDV là những con lên trước nè, tạo đỉnh trước nè, sau đó gì nó rớt xuống, mà nó rớt về đâu, về cái vùng hỗ trợ mạnh của nó là vùng giá 43, thì nó về 43 thì nó phục hồi ngược trở lại. Đây là một trong những tiêu chí cổ phiếu có khả năng phục hồi lên lại cái vùng gì, cái vùng đáy trước của nó, để nó kiểm tra lại lực cung cầu ở đây. Vì thế cái động lực để mà thị trường của chúng ta xuống tiếp, nó phải có cái tin gì đó rất xấu nó mới xuống. Còn bây giờ cái tâm lý thị trường trong những cái thời điểm như thế này thì thanh khoản của thị trường nó đánh giá khá thấp, thì nó tỷ lệ thị trường chúng ta có thể xuống tiếp nó tương đối khó, và tương đối gọi là khó có khả năng xảy ra. Đa phần nó sẽ sideway đi lên, hoặc là nó về lại cái vùng biên của nó. Đó là các giao dịch phù hợp trong những cái bối cảnh như thế này. Ta lưu ý nha, anh chị nhầm thép nè, anh chị cầm Hòa Phát đi, có thể anh chị mua giá 29 đi, lỗ đúng không? Có thể chúng ta cứ mua vùng này đi, cứ cho là lỗ khoảng cả vài lai, 2-3% gì đó. Nhưng anh chị cứ nhìn đến cả một chu kỳ nó cũng vậy, nó đâu có đi sâu hơn để anh chị ta có thể bán ra để anh chị ta mua lại đâu. Nhìn chung thì nó cũng thế. Hoặc là anh chị nhìn Hoa Sen nè, nó có thể đạp về cây này vùng giá 24, nhưng mà hôm nay nó kéo lại 24.4, 24.5, thì nó cũng vậy, nó cũng không chênh lệch gì quá nhiều đâu. Và anh chị cũng đừng có nghĩ là chúng ta có thể bán được cái vùng giá đây nè, rồi về dưới đây chúng ta có thể mua lại, không có. Về nguyên tắc là khi nào chúng ta đạt được cái mức lợi nhuận chúng ta đặt ra, chúng ta hàng bán. Thứ hai là cổ phiếu nó gãy cái xu hướng, cái thứ ba là thị trường vào downtrend. Còn trong một số cái bối cảnh mà dòng tiền của các cổ phiếu có khó có khả năng rút ra thì làm sao, thì anh chị cứ nắm giữ cổ phiếu bình thường cho đến khi chúng ta đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra. Còn các quá trình mà cổ phiếu mà nó điều chỉnh thì chúng ta phải chấp nhận những cái quá trình điều chỉnh đó. Ví dụ như con gì BR, anh chị nhìn đây nè, cổ phiếu là có lúc mình lợi nhuận rất nhiều nhưng mà nó đạp ở đây mất mớ lợi nhuận, nhưng mà mình cầm thì nó cũng thế, đâu có bán nữa đâu mà nó mất nè. Ví dụ trong giai đoạn này nè, cổ phiếu nó sideways đi lên nè, sau đó có một pha nó rủ nó test cái nền nè, anh chị thấy không, sau đó sideways đi lên. Bản chất nếu anh chị đầu tư mua ở cái vùng giá này nè, anh chị cầm chị qua cái này thì anh chị cũng lời được cái đoạn này mà, đâu có việc gì đâu mà chúng ta phải bán ra. Bởi vì sao? Bởi vì khi nó đã bước qua được cái nền này thì cái nền này sẽ là cái vùng hỗ trợ rất mạnh của cổ phiếu, đó là cái nơi mà lực cầu nó sẽ kìm hãm cái đà bán của anh chị nhà đầu tư. Chúng ta lưu ý nha, bản chất những cái nhịp như thế này chẳng qua nó rủ những ai mua giá 24-25 rủ ra ngoài thôi. Còn đối với những cái dạng cổ phiếu như BR đối với mình nó không có xấu, nó chỉ là rủ bỏ hơi gắt. Bởi vì nó lên cao biên lợi nhuận nó tốt thì ai đu cao thì lái nó bán gì xuống dưới đây nè, cắt lỗ thì nó mua lại thôi. Số cái dao động như thế này của cổ phiếu là bình thường. Vì thế những cái khoa rủ như thế này nó hơi gắt, nhưng mà nếu anh chị nhà đầu tư cầm ở cái vùng giá tốt giống như mình, anh chị cứ cầm bình thường. Ngay cả trong nhóm của mình ở nhóm chat mình sâu cho anh chị nhà đầu tư xem là mình vẫn cầm cổ phiếu bình thường, mình cũng mất lời cổ phiếu bình thường không có gì cả, nhưng mà mình chưa bán nó thì mình vẫn cầm cổ phiếu, chưa có vấn đề gì cả. Bởi vì mình xác định là gì, ở trong những cái dao động như thế này là thị trường chúng ta đang khó trong ngắn hạn, và cũng chưa có một cái dòng nào đủ thuyết phục để mình có thể bán cái cổ phiếu mình đang cầm chảy qua mua những cái cổ phiếu đó. Chúng ta lưu ý nha, nó chưa đủ thuyết phục để mình bán những cổ phiếu nó chưa tăng hoặc là nó mất lời để qua mua cái cổ phiếu đó. Bởi vì nếu chúng ta bán những cái cổ phiếu đó của chúng ta qua cơ cấu thì bản chất là đôi lúc nó không sinh ra lợi nhuận, mà mặt bằng giá nó như nhau, dẫn đến là khi thị trường đào thì cái con chúng ta mới mua nó cũng sẽ bị lỗ đi, thì nó tương đương với cái việc chúng ta đang cầm cái con cũ mà nó mất lời. Bản chất hai cái vấn đề đó không thay đổi, và cái yếu tố dao động nên dẫn đến là trong một số cái bối cảnh như thế này của thị trường thì anh chị nhà đầu tư nếu mà không quá gặp cái yếu tố áp lực hoặc là mọi thứ thị trường ta chưa phát ra những tín hiệu quá xấu, ví dụ như bán tháo, ví dụ như thiên nga đen, thì Nam nghĩ là anh chị nhà đầu tư cần những cái nhịp điều chỉnh của thị trường để anh chị gia tăng thị trọng cổ phiếu, giống như những video trước đó. Ví dụ như bây giờ thị trường hồi lên thì mình đâu có tư vấn anh chị nhà đầu tư lấy, ví dụ trong ngày hôm nay là ngồi im, nhưng mà những cái pha mà thị trường nó xiên trong ngày thứ sáu, ví dụ cây này này, thì mình kêu đó thị trường đang nó đang rủ đó, nó đang loại bỏ nhà đầu tư yếu ví đó, thì anh chị nhà đầu tư muốn lấy thì lấy những cái điểm như vậy, nó sẽ an toàn cho anh chị nhà đầu tư. Còn những cái phiên phục hồi như thế này chỉ ngồi im,
Bởi vì sao? Bởi vì khi nó phục hồi lên, chúng ta phải tiếp tục đo về cái lượng cung cầu. Mà bây giờ cái cung cầu của thị trường là chúng ta phải rất phụ thuộc vào cái yếu tố về mặt là cái khối lượng lớn hay nhỏ. Mà cái khối lượng mà nó nhỏ ở thời điểm hiện tại thì mình kỳ vọng nó quay vào cái xu hướng của nó. Mà xu hướng này là xuống đi ngang. Mà khi xuống đi ngang thì nó ở bên dưới thì nó chỉ còn nó chạy với cái biên trên. Mà chạy với biên trên với thanh khoản thấp là chúng ta sẽ lợi được cái phần giá. Anh chị hình dung như thế. Vì thế là khi anh chị thấy các cổ phiếu bây giờ nó chỉ cần tăng lên thanh khoản rất bé thôi, nhưng mà cái biên độ giá là cái góp sức cho tài khoản của chúng ta. Còn khi nó bùng nổ khối lượng ngay những cái vùng đỉnh thì lúc đó chúng ta lại tin tăng lại. Nên là anh chị đừng kỳ vọng thị trường sẽ có những cái thanh khoản cao. Bởi vì sao? Bởi vì lúc này thanh khoản cao cho thấy là lực cung lớn và lực cầu nó cũng lớn. Và quan điểm của mình trong những cái thời điểm như thế này, khi mà một cục lực cung lớn nó xảy ra thì ai chốt lời? Còn lực cầu lớn người ta mua vào, tổ chức người ta có mua vào không? Hay là khi nó đạp xuống, nó xuất hiện những cái yếu tố nổ volume, thì cái lúc mà bán xuống như vậy là tổ chức bán hay nhà đầu tư bán? Lúc mà nó bán xuống như vậy là tổ chức mua hay là nhà đầu tư cá nhân mua? Chúng ta lưu ý nha, đảm bảo những cây này nè, nhà đầu tư cá nhân làm gì mua? Họ sẽ canh mà người ta hạ tỷ trọng hoặc là người ta bán ngay, nó không thể mua được. Tâm lý mà bản chất chúng ta luôn luôn là như vậy, bởi vì chúng ta là những nhà đầu tư cá nhân. Chúng ta lưu ý nha, còn khi mà lên trên cao, lên như giống như ở dưới đây, lúc mình mua ở dưới cái vùng này nè, mình kêu xấu xấu bằng bẩn mua đi, ai mua đâu? Tới lúc lên trên 1.300 bắt đầu đu. Khi mà bắt đầu 1.300 đu rồi, luôn luôn em có nói với anh chị nhà đầu tư là khi anh chị nhà đầu tư chúng ta tham gia sau thị trường thì lúc nào anh chị nhà đầu tư cũng sẽ có yếu tố rủi ro. Vì sao? Anh chị nhà đầu tư vào sau, tham gia sau không có lãi đêm, chúng ta mua ở vùng giá cao thì nó sẽ có các yếu tố rủi ro. Hiển nhiên chúng ta muốn tham gia là chúng ta phải chấp nhận những cái vấn đề như vậy, còn không muốn tham gia thì chúng ta đứng ngoài. Còn ví dụ như mình trong giai đoạn trước này, mình bán ở vùng này xuống đây mình mua lại cái cây này đi, thì những cái cổ phiếu giao dịch hoặc là các yếu tố dao động nó sẽ bớt đi nhiều cái yếu tố rủi ro. Vì sao? Trong những cái nhịp bán tháo như thế này là tổ chức người ta đã gom lại của nhà đầu tư bán cắt lỗ mạnh mẽ và quyết liệt, và khi nó kéo lên anh chị thấy nó kéo không cần đem lại volume, thị trường ta vẫn kéo bình thường và nó luôn luôn đi lên trong nghi ngờ. Thì trong giai đoạn này thì anh chị đừng kỳ vọng một phiên là thanh khoản cao của thị trường, bởi vì thanh khoản của thị trường rất là thấp. Còn khi mà thanh khoản cao nó xảy ra, lúc đó là nó gặp nhiều cái yếu tố vấn đề đấy. Ví dụ nó cứ kéo bò bò lên trên này nè, sau đó là gì, lên trên này nè. Ví dụ lên là cái biên trên mà nổ thanh khoản ngay cái vùng này nè, nó là có khả năng xảy ra 2 đỉnh 3 đỉnh quanh những cái vùng như thế này, rất là mệt. Nên đâm ra là khi bây giờ thị trường chỉ cần đi lên, nhà đầu tư nghi ngờ thanh khoản thấp là được. Nó thể hiện được gì? Hai cây này tổ chức hoặc là cái vùng này, cái vùng thu gom của tổ chức mà qua cái lượng hàng của nhà đầu tư cá nhân bán cắt khi nó xuyên thủng 1.250. Còn các cổ phiếu bây giờ anh chị nhìn đi nhìn lại nó cũng vậy à. Anh chị cầm tiền anh chị sẽ thấy cổ phiếu nó đẹp, mà mua thì chắc chắn anh chị không dám mua đâu. Đó là tâm lý mà, mua thì chúng ta không dám mua đâu. Kể cả mình bây giờ cây mình mua mình đâu mua, nhưng mà đạp cây này thì mình mua, nhưng mà hồi lên cây này là không mua nữa. Đó tâm lý chung. Mình cũng có một phần của nhỏ lẻ mà, mặc dù mình tham gia thị trường rất lâu, nhưng mà bản thân mình cũng có một ngày xưa mình như vậy. Khi mà đạp như thế này đa phần hay bán, và những cây này là hay ngồi coi. Mà hay ngồi coi như vậy là vào một số cái nhịp cái nó cứ kéo lên, không có cái yếu tố thanh khoản là người ta mất hàng. Mất hàng là đến thời điểm người ta chọn hàng, người ta đu là kiểu gì, cái yếu tố rủi ro nó lại có yếu tố xảy ra. Nên là vì thế trên thị trường nó có một cái nhịp, chúng ta gọi là khi mà ai cũng thấy rủi ro thì đôi lúc nó lại an toàn, mà khi ai cũng thấy an toàn nó lại rủi ro. Lưu ý nha. Thì thấy trong một số cái dao động như thế này của thị trường thì về quan điểm cá nhân của mình thì bây giờ thị trường phục hồi lên rồi, thì mình kỳ vọng là những phiên sắp tới hoặc là cái tuần này sẽ là cái tuần phục hồi của thị trường. Và cái biên độ thị trường ta kỳ vọng ở cái vùng biên trên là 1.285 cộng trừ, nó bò lên đây khoảng 30-35 điểm về là cái biên trên của nó là đẹp, lúc đó chúng ta sẽ tính tăng tiếp. Còn trong một số cái dao động như thế này thì mình vẫn cầm hàng và ngồi im. Con nào đang lỗ thì cầm chờ nó hồi, con nào đang lời mà nó tăng tiếp chúng ta tiếp tục ăn cái phần lời đó. Nhưng mà để giao dịch cổ phiếu mua bán thì mình thấy cái biên độ nó không đủ để mình giao dịch cổ phiếu mua bán, nên chúng ta lưu ý. Còn khi nó lên biên trên xung lực cổ phiếu thế nào thì em sẽ hướng dẫn anh chị nhà đầu tư chúng ta xử lý và cơ cấu danh mục tại những thời điểm như vậy. Còn ở trong một số cái bối cảnh như thế này thì bắt buộc phải chờ thôi, bởi vì thanh khoản thị trường thấp lắm. Mà thanh khoản thấp như thế này thì kỳ vọng nó sẽ duy trì được cái xu hướng. Xu hướng gì? Xu hướng là về là cái biên trên của cổ phiếu. Chúng ta lưu ý nha, nên anh chị nào mà chúng ta đang follow cái kịch bản này của Nam, anh chị chúng ta nhớ đăng ký kênh, like video cũng như là share video của Nam tới những anh chị nhà đầu tư, bạn bè, đồng nghiệp của mình nhé. Ok, cảm ơn anh chị nhà đầu tư rất nhiều. Chúc anh chị nhà đầu tư một buổi tối thật là vui vẻ, một sự tăng giá của thị trường vào ngày mai. Hẹn gặp lại anh chị vào video buổi sau.